À, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Hôm nay là tụi em đang chuẩn bị là tập trung nhân lực về tài xế, thợ máy, thợ điện, thợ Đồng Sơn tiến hành chuẩn bị tụi em sắp đi một chuyến xe là lên tới tận Gia Lai, Đắk Lắk để thu mua, tại vì em nhận được rất là nhiều xe của chủ nhà báo giá cả hợp lý để đến phục vụ đến tay người tiêu dùng. Hôm nay chú chìa khóa đâu? Đưa đưa cái đồ mốt ra luôn đây. Đây là hôm nay tụi em chuẩn bị tiến hành đi Gia Lai nha. Đang uống cà phê sáng tại trung tâm thành phố Cao Lộc nè. Đây là tụi em chuẩn bị đi cái con Isuzu Highlander đây. Chất xe nè. Lóc cửa mở cửa tự động hết nha. Đây là Đồng Sơn con Isuzu Highlander đời 2006 nè anh chị thấy không? Sơn rin còn đẹp được 70% luôn nha. Xe này chính chủ, anh chị thích thì bên em ký ủy quyền. Rồi thích thì bên em bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. Đó là con Isuzu Highlander đây. Con này thì Trần Anh đã làm clip rất là chi tiết rồi nha anh chị nha. Bốn vỏ mới, mâm đúc mới, gầm bề cao đây nè. Chiếc xe này xíu nữa sẽ đi cùng Trần Anh ô tô lên Gia Lai 600 cây. Cả đi cả về nữa là 1.200 cây nha. Riêng cái chiếc xe này đi xe thì anh chị Trần Anh rất là tự tin. Anh chị cũng có thể tin tưởng vào cái chiếc xe bên em bán ra. Đây nè, đây là cái xe công vụ nè. Hôm nay là sẽ lấy cái con này đi Gia Lai Kon Tum đây. Lên đó hôm nay là Trần Anh tập trung là 4 năm anh em thợ để lên trên đó test xe rồi mua xe về để phục vụ bà con nhé. Đây nè, nội thất của con Isuzu Highlander đây. Con này chất máy thì không phải suy nghĩ anh chị nha. Hộp tùy tay con này 7 chỗ nè. Đó, nội thất của nó nè. Trần Anh đợi thêm hai người nữa, một người thợ máy với một người thợ điện nữa. Xíu nữa là tập trung là anh em chuẩn bị lên Gia Lai Kon Tum. Anh chị nào ở Gia Lai, Đắk Lắk trên đường đi có xe thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh nha. Trần Anh sẽ tới tận nơi thu mua những cái chiếc xe đẹp về bên salon để phục vụ anh chị. Mùa mưa sắp tới rồi, có cái xe che nắng che mưa đi rất là ok anh chị ơi. Chiếc xe không phải suy nghĩ rồi à, chiếc xe nè. Đó, form này, form dáng đẹp lắm. Có trang bị lóc cửa tự động nha anh chị nha. Lóc cửa tự động đầy đủ hết rồi, không thiếu một cái gì, lóc sàn nè. Còn rất mới. Đó, con xe này không có một xíu gọi là dịch vụ gì nha anh chị nha. Xe của Trần Anh đi mua á, con này được rồi, Trần Anh cũng mới lấy về đây. Đây nè. Đây là một người em nè, cũng làm bên thợ máy nè. Em chuẩn bị đi công vụ cái con Isuzu này đi Gia Lai nè. À, đi công vụ hả? Đi mưa thu mua xe em. Đây là một người em là thợ máy, làm cũng được mười mấy năm rồi. Về bên máy móc và trục trặc thì Trần Anh sẽ đưa qua cho người em này làm nha anh chị nhé. Đây là con Isuzu nè. Chú ơi mở nắp capo lên chú. Đó anh chị thấy không? Người thợ máy của em đây. Trước khi đi kiểm tra nước nhớt nha. Máy nè, máy móc nè, đang nổ rất là êm luôn. Em thấy cái chiếc máy thì sao em? Cái này còn chê gì nữa không? Xe này thì không chê được, bao bao chạy luôn. Là hộp cầu chì nguyên rin liền lạc ha. Đây nè. Mấy dòng mà khô ở đây là tuyệt vời rồi. Đó, một người em đó. Một người em là mở một cái tiệm gara xe. Đây nè. Đây kim thêm một người thợ máy, một người thợ điện nữa nè. Còn ở trong bàn em là có một người nữa. Là mấy anh em tập trung đi mua xe hôm nay là mua sẽ 4 5 con xe về luôn. Không có đủ tí hơi luôn nè. Hơi nè, anh chị coi nè, không có xíu lộ hơi luôn chị thấy không? Tí đồ hơi, mấy chầu mà đổ hơi là nó sẽ ra khói đây nè, mua xe để ý tí thôi là được. Đó. Đó. Chất máy này là không suy nghĩ rồi. Rồi thất đẹp. Chú uống cà phê em. Đó, chạy kia về. Chạy kia về luôn đi. Đấy, xem cái bếp nhá. Rồi, rồi. Quay lên bác. Chiếc xe em kìa. Máy móc nổ rất là khô réo luôn.
Đó, con Isuzu Hunter. Con này xíu nữa sẽ phải đi 1.200 cây. Từ Bảo Lộc lên Gia Lai là 600 cây. Cả đi cả về là 1.200 cây đây. Bốn vỏ nước mới, mâm đúc mới anh chị nha. Cái con xe Fari này thì có một người anh đã chốt cọc cho Trần Anh rồi. Trần Anh sẽ đưa qua bên gara cho người ta canh chỉnh lại toàn bộ hệ thống máy móc. Rồi một hai ngày nữa Trần Anh sẽ đi giao con xe này. Anh ở Đồng Thép chuẩn bị nhận con xe này nhé. Chuẩn bị nhận con xe Fari này giùm em cái. Cửa đây. Ok em về nha. Đó nè. Cửa là cửa sau nè chị ạ. Trang bị một cái màn hình. Đây phía sau đây trang bị một cái màn hình đây. Nội thất ở trong rất đẹp nha anh chị nha. Đầy đủ hết á. Bơm nè. Có cả bơm Seco nè. Kích điện nè. Đầy đủ hết á. Nhạc nhóm âm thanh ok hết anh chị ơi. Hai loa sau nè. Đó chiếc xe đó. Không phải suy nghĩ đâu. Anh chị nào ở Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai có xe alo cho Trần Anh nha. Trần Anh đang chuẩn bị tiến hành là đi thu mua xe. Cho nên là trên đường đi anh chị có xe anh chị cứ alo trực tiếp cho em sẽ ghé em coi xe nha. Bên em sẽ thu mua tất cả mặt hàng xe. Em không thu mua xe cứng đụng ngập nước nha anh chị nha. Cứng đụng một ít em cũng không thu mua luôn ạ. Mua những cái xe chính chủ còn ủy quyền được, giấy tờ ok, hợp pháp để về phục vụ đến tay người tiêu dùng. Máy nổ rất êm nè anh chị ạ. Đây là Discovery Isuzu máy dầu. Con này siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn nha anh chị nha. Đầy đủ đó, lóc khóa mở cửa tự động nè. Không thiếu cái gì nha. Đây nè. Đó gì thấy không. Đó chiếc xe á. Form dáng của con xe đây. Đẹp lắm chị ơi. Chiếc xe đồng vào không phải suy nghĩ rồi. Đó form xe đây. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã ủng hộ cho em trong suốt thời gian qua anh chị nha. Trần Anh chúc anh chị có một buổi sáng thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Form xe của con Isuzu nè. Đang đứng như trung tâm thành phố Bảo Lộc đây. Đây là quán cà phê M2. Nơi này là Chum nè, Chum Coffee nè. Nơi này là xét siêu thị luôn nha anh chị nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.